4 thỏi son không thể thiếu cho các bạn nữ. Đây là dòng son tin hay còn gọi là son nước, bởi vì nó có kết cấu dạng lỏng, cho nên bên trong của mỗi thỏi son đã được trang bị thêm một cái đầu cọ vắt mỏng như thế này, tạo thành một lớp mỏng nhẹ trên môi khi mà chúng ta đánh. Son tin rất thích hợp với kiểu đánh lòng môi, mang lại vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu cho người sử dụng. Đặc biệt nhất, son còn chứa chất phủ pha lê tuyệt vời, giúp làn môi của bạn căng mịn, tự nhiên, không hề gây bết dính. Để mình bật mí cho các bạn một công dụng của son, đó chính là son giúp cung cấp độ ẩm, làm cho môi của chúng ta không bị khô hay bong chóc. Cái dòng son tin lì này có một cái khả năng giữ màu cực kỳ tốt luôn mọi người. Nói nhỏ xíu nha, khi mà các bạn đi ăn hay là đi chơi á, các bạn sẽ không phải vô toilet để mà mình dặm lại, tô lại môi của mình nữa, bởi vì son này có thể giữ được cái màu trong suốt một ngày dài luôn. Bling bling! Và đây là những cái màu son mà mình rất là yêu thích của dòng son này. Để xem có những màu gì nào. Đầu tiên á, là màu cam cháy này, màu nâu hạt dẻ, màu hồng violet, đây là màu glow bling bling. 4 màu son này cực kỳ hợp lý cho các bạn nữ, bởi vì nó phù hợp với mọi tông da và các bạn có thể biến tấu cho nó phù hợp với cá tính của mỗi người. Nếu như các bạn tò mò về cái dòng son này thì hãy tham khảo ở đường link phía bên dưới nha.